Toyota Camry, một mẫu xe có lẽ không dành cho những người thành công ở lứa tuổi 30. Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý kiến có góc nhìn khá là phiến diện về chiếc Toyota Camry này. Ở thế hệ mới, các bạn có thể thấy thiết kế diện mạo bên ngoài của chiếc xe này đã ấn tượng hơn, trẻ trung hơn và bớt đi rất nhiều những cái đường nét trung tính trước đây. Đây là phiên bản 2.0Q, một phiên bản mà tôi đánh giá rằng có cái mức giá rất hợp lý, đồng thời sở hữu những cái trang bị tương tự như trên phiên bản 2.5. Vâng, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng Auto Eli chúng ta sẽ đi tìm hiểu Camry 2.0Q, một chiếc xe để lại rất nhiều sự ấn tượng trong tôi. Đáng chú ý nhất là ở trên Toyota Camry phiên bản 2.0Q này ấy, thì khối động cơ đã được áp dụng một cái công nghệ mới. Hai phiên bản 2.0G và 2.0Q sử dụng loại động cơ mới mang mã hiệu là M20A FKS 4 xi lanh và có công suất là 170 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 206 Nm từ 4.900 vòng trên phút. Công nghệ VVT-IE cam nạp và VVT-I cam xả. Hai công nghệ này thì lần đầu tiên được trang bị ở trên chiếc Lexus LS460. Hệ thống này cho phép thay đổi thời gian van một cách trơn tru tùy theo điều kiện vận hành của động cơ. Và điều này đạt được bằng cách quay trục cam nạp so với đĩa chuyển động trong khoảng 40 độ và động cơ điện được sử dụng để điều chỉnh, cho phép hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ thấp hoặc ở tốc độ thấp với áp suất dầu thấp, biến tần hoạt động trực tiếp ngay từ khi xe khởi động. Ngoài ra thì động cơ còn được áp dụng công nghệ đốt cháy nhiên liệu ở tốc độ cao, khí đi vào buồng đốt dạng lốc xoáy và nhiên liệu được phun tơi, giúp quá trình đạt được hiệu suất nhiệt cao hơn, dẫn đến sản lượng cao và giảm tốn nhiên liệu liên quan tới hệ thống xả và làm mát. Vâng, qua cái phần chia sẻ về mặt công nghệ, một cái điểm mới ở trong khoang động cơ của 2.0Q thì ngay bây giờ mình sẽ thử cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này với cái thiết bị đo là máy Railogic. Và ở đây thì chúng ta sẽ test những cái thông số sau là cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này từ 0 đến 60 km/h và từ 0 đến 100 km/h. Khả năng tăng tốc của xe từ 0 đến 60 km/h là mất 4,8 giây, từ 0 đến 100 km/h là mất 10,4 giây. Ok, lần 2 thì mình vẫn để chế độ normal, như lần này thì mình sẽ tắt traction control tunnel off. Ồ, có thay đổi, chắc chắn là có thay đổi. Thông số đã nói lên tất cả, từ 0 đến 60 km/h lúc này chỉ còn 4,5 giây và 0 đến 100 km/h lúc này chỉ là 9,9 giây mà thôi. Với cá nhân mình cầm lái và trải nghiệm chiếc Camry 2.0Q mới này thì nhờ có cái công nghệ về điều chỉnh động cơ, thế nên là mình có một cái cảm nhận là cái xe này chạy nó đã có một cái gì đó nó trẻ trung hơn, nó mạnh hơn trước đây khá khá rồi. Để trải nghiệm cái hệ thống treo cũng như là cái khả năng cứng vững cân bằng của thân xe trên chiếc Toyota Camry 2.0 thì mình sẽ thử trải nghiệm qua một cái bài, đó là bài chạy slalom. Với bài này thì nó là đi zig zag với cái giải vận tốc mà mình chọn ở trong cái đường tiêu chuẩn mà mình có thể thử trong ngày hôm nay là khoảng 60 km/h thôi các bạn ạ. Đạt 60 rồi, bắt đầu vào. Lần đầu tiên thì khi mà mình vào coi và khi mình ra coi thì vận tốc giảm từ khoảng 63 xuống còn 45 km/h. Lần thứ hai thì mình sẽ đẩy cái giới hạn này cao lên một chút nữa, tức là mình sẽ cố gắng giữ đến khi mà cái vận tốc mà mình ra khỏi cái coi cuối cùng nó sẽ khoảng tầm 50 km/h các bạn nhé. Hệ thống treo phía trước của chiếc xe này là MapPerson, với cái hệ thống treo độc lập tay đòn kép ở phía sau ấy thì đã sẽ giúp cho các bạn vận hành rất là ổn định khi mà đi trên đường trường, đường cao tốc. Mình sẽ có được cái khả năng xử lý thân xe nó linh hoạt
đối với cả một chiếc sedan. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng tốc lên. Rồi, 70 rồi, không phải là 66 nữa rồi. Khi ra vẫn là 62 km/h luôn. Theo các bạn thì mình có nên đẩy cái giới hạn này lên một chút nữa không? Được thôi, mình nghĩ là như vậy là rất đủ với cả một chiếc Toyota Camry 2.0 Q. Một cái trải nghiệm cũng có thể nói là mới. Mới so với cả một chiếc Camry như thế này. Cái chất thể thao và cái độ ổn định thân xe của chiếc xe này đã nâng lên rồi. Và với một người trẻ như mình, một người mà thích cái trải nghiệm nó theo cái thiên hướng nó hơi sport một chút ấy. Đối với chiếc xe này thì mình chỉ dám nói là hơi sport thôi, chứ còn nếu mà để nói thể thao thì nó không đúng. Bởi vì đây nó là một, nói gì nói nó vẫn là một mẫu sedan hạng D, nó vẫn có một cái góc độ gì đấy nó thiên về cái trải nghiệm êm ái sang trọng. Và hoàn toàn một người trẻ mà thích cái phong cách chạy nó không còn là điềm tĩnh, nó không còn là những cái gì nó trung tính nữa thì đây là một cái lựa chọn rất đáng để chúng ta thử. Thay đổi để thích ứng, đó là ý kiến mà tôi rất muốn dành cho chiếc xe đứng ngay bên cạnh tôi lúc này. Một cái phần thiết kế ở phía trước, mặc dù có sự thể thao nhưng nó vẫn đan xen vào đó là những cái đường nét sang trọng. Ví dụ như là phần lưới tản nhiệt được mở rộng sang hai bên, sử dụng những cái thiết kế nan ngang với sơn đen bóng. Hệ thống đèn pha được trang bị công nghệ bi-LED projector và có khả năng cân bằng góc chiếu cũng như là tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng, theo điều kiện vận hành mà các bạn di chuyển hàng ngày. Phía dưới là đèn sương mù LED và ở phần đầu xe thì sẽ có hai cảm biến góc hỗ trợ cho các bạn di chuyển ở trong đường đông đúc. Cái điểm ấn tượng nhất mà thay đổi đó chính là cái phần la răng 18 inch đi kèm với cả bộ lốp Bridgestone. Phần la răng này theo như mình đánh giá thì có cái thiết kế khá là thể thao và thậm chí là nó còn có cái nét đẹp và hấp dẫn mình hơn so với cả phiên bản 2.5 Q. Chìa khóa Smart Key ở trên tay, khi ra khỏi xe hoàn toàn các bạn có thể chạm để khóa cửa. Cảm biến này được trang bị ở trên cả cửa lái và cửa bên phụ. Khi tiến lại gần xe, cần vào cũng chỉ cần một cái nắm tay như thế này thôi, rất là thuận tiện. Đuôi xe có cái cụm đèn hậu tạo một cái điểm nhấn khá là hấp dẫn cho chiếc xe này. Cùng với đó là phần nắp cốp bên trên đây. Khi mà bạn nhìn cái góc ngang như thế này thì bạn sẽ thấy là nó có một cái phần hơi vút cao lên và đẩy ra phía sau, làm tạo hình cái cánh gió. Nên là khi mà mình nhìn từ cái phần trụ xe xuống cái đây, mình cảm giác cái đuôi xe phía sau nó hơi coupe thể thao một chút. Đó. Chỉ có điều hơi đáng tiếc một chút là ở phía dưới này, nếu như mà xe được trang bị ống xả đôi hai bên thì nhìn nó sẽ thực sự thể thao hơn hẳn nữa. Còn ở đây thì có 4 cảm biến lùi kết hợp với hệ thống camera. Hơi tiếc một chút khi phần cốp lại chỉ có trang bị mở lên là điện thôi, còn kéo xuống thì chúng ta vẫn phải kéo bằng tay. Khoang cốp thì khá là rộng, các bạn có thể để thoải mái những chiếc vali như thế này. Và ở phần trên cái hàng ghế sau ấy thì chúng ta có một cái ô để các bạn có thể lấy đồ như thế này, cũng rất là thuận tiện. Lốp dự phòng bánh sơ cua thì được trang bị cùng loại với theo xe, chứ không phải là loại vành sắt giới hạn tốc độ dưới 80 km/h, nên là các bạn đi đâu xa các bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đây các bạn nhìn xem, một mẫu xe có chiều dài trục cơ sở lên tới hơn 2m8. Và rất ít những mẫu xe trong khúc sedan hạng D này có được không gian thoáng đãng và rộng rãi như chiếc Toyota Camry này. Ngoài ra ở bên trong xe những cái đường nét, dụ như là từ ghế ra này, từ thiết kế ở tabi cửa này, nhìn nó đã trẻ trung hơn rất là nhiều rồi. Và đối với mình ấy, một người khoảng đầu 3 ấy, thì mình ngồi ở đây mình thấy là nó không hề già một chút nào cả. Còn nữa, làm gì có mẫu xe nào trong một khúc có được cái bảng điều khiển ở đây, đúng không ạ? Mình có thể dựng lưng ghế lên này, đó, ngả lưng ghế ra này,
Rồi, tiếp tục muốn cái vị trí để chân này của chúng ta rộng hơn. Đáng nhẽ các chủ tịch 4.0 bây giờ ấy là phải quay, phải làm nội dung content ở trên Camry mới đúng. Nhìn thế này ngồi vào nó mới xứng tầm chứ. Ngoài ra ở đây ấy, thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh điều hòa độc lập. Nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình thấy rằng cái cửa gió điều hòa này có lẽ là nên làm nó đẹp hơn một chút nữa. Nó có một cái những cái đường chrome ở đây nhìn nó sang trọng hơn. Phía sau có rèm điện luôn này, có rèm che nắng luôn. Mỗi tội là rèm che nắng ở bên cạnh này thì vẫn phải dùng bằng tay. Nếu như mà được dùng bằng điện nữa thì quá chuẩn chất xe chủ tịch. Thay đổi để thích ứng tiếp tục vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Toyota Camry 2.0 này. Trước đây thì chúng ta có những đường nét thiết kế nó hơi trung tính quá, nhưng bây giờ thì nó đã nhiều chi tiết với nhiều những cái mảng ốp khác nhau đẹp hơn, tạo ra cái tính thẩm mỹ tốt hơn cho khoang nội thất của chiếc xe này. Ở phía sau vô lăng thì là sự kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình. Chúng ta có thể điều chỉnh được rất nhiều những cái tính năng ở trên đây. Rồi đối với những cái công nghệ hỗ trợ an toàn này thì các bạn hoàn toàn có thể vào phần cài đặt để trực tiếp điều khiển. Đây ví dụ như là Lane Center này, Sense Sensitivity này, Sway Warning này. Đó. Ví dụ như là ở bên đây thì các bạn có thể bật cái tính năng cảnh báo hỗ trợ va chạm phía trước và có thể cài đặt các cái mức cảnh báo từ mức cảnh báo thấp cho tới cao. Ngoài ra thì những cái tiện ích về giải trí cũng đã được nâng cấp lên. Ví dụ như là phần màn hình cảm ứng này. Ở đây có logo của JBL thì xe được trang bị hệ thống loa JBL cao cấp lên tới 9 loa. Và ở trong cái phần vận hành thì Duy cũng bật một chút cái bài nhạc lên để các bạn cùng nghe và trải nghiệm. Các bạn hãy để lại những cái đánh giá của mình xuống ngay phía dưới sau khi nghe đoạn âm thanh đó nhé. Vâng, chỉ qua những cái đoạn nhạc rất là ngắn ngủi như thế thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ cảm nhận được phần nào cái sự hưng phấn một chút khi mà chúng ta đang cầm lái chiếc Toyota Camry 2.0Q mà lại được thưởng thức từ cái hệ thống âm thanh loa JBL cao cấp lên tới 9 loa. Và như các bạn biết ấy, đối với cái thương hiệu loa JBL ấy thì nó luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái cảm xúc về cái âm thanh sức trẻ, về cái thể loại âm thanh mang đến một cái gì đó nó tươi mới, nó trẻ trung thực sự. Đây các bạn có thể, các bạn có thể vặn volume ở đây để tăng giảm âm lượng, hoặc cũng có thể dựng bằng ngay trên tay. Hoặc đối với kết nối Apple CarPlay thì các bạn có thể dựng ra lệnh giọng nói để Siri. Còn ở phía dưới đây thì có khay để chúng ta sạc điện thoại không dây. Và cái khay này cũng rất là hay nhé các bạn nhé. Cái thiết kế này mình thấy khá hay này. Sau khi mà các bạn đặt điện thoại vào đây, hiển thị sạc rồi, các bạn có thể đẩy vào bên trong này để mở ra một ngăn bí mật ở phía dưới. Cái vị trí đẩy vào như thế này ấy, thì vừa giúp chiếc điện thoại của các bạn được bảo vệ an toàn này, trong khi quá trình sử dụng đi lại không bị lắc, không bị rơi. Đó. Ở phía dưới đây thì đây mình có thể để những chiếc ví như thế này, rất là thuận tiện. Và khi mà cần sử dụng cũng chỉ cần đẩy như thế này. Xe được trang bị 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal và Sport. Đây có phanh tay điện tử và nút Auto Hold. Để đến với nội dung đánh giá về độ ổn khi mà di chuyển trên đường cao tốc của chiếc Toyota Camry 2.0 này, thì Duy sẽ gửi tới quý vị và các bạn những cái thông số mà được đo bằng máy đo chuyên dụng. Hiện tại bây giờ thì Duy đang vận hành chiếc xe này ở trên đường cao tốc Hà Nội Quảng Ninh với những cái giải vận tốc mình sẽ chia ra là 80, 100 và 120 km/h. Đầu tiên thì mình sẽ đo ở mức 80 km/h, và bây giờ thì Duy đã đang bật Adaptive Cruise Control. Đây là một cái cung đường mà có cái độ nhám ở trên đường khá là cao. Tiếp theo thì mình sẽ tăng lên cái giải tốc độ 100 km/h. Ở những cái bài thử nghiệm như này thì rất ít khi mình đo ở những cái giải vận tốc 120 km/h. Nhưng mà với một chiếc xe như là Toyota Camry, mình có đánh giá rằng đây là một mẫu sedan ở trong cái phân khúc
sedan hạng D, cái khả năng cách âm khi mà đi trong phố của chiếc xe này khá là tốt. Độ ồn mà máy thu nhận được là khoảng từ 69 cho tới 70 decibel. Đầu tiên thì mình sẽ bật cái tính năng Adaptive Cruise Control. Đây là tính năng có thể giữ ga tự động bám theo xe phía trước. Bây giờ thì Duy đang set cái giải vận tốc của xe là 100 km/h. Phía bên trái của chúng ta đang chuẩn bị có một chiếc xe tiến lên và Duy sẽ xi nhan và bám vào làn để cho các bạn có thể theo dõi được. Đấy, ngay khi mà Duy bám vào thì cái hệ thống ở trên màn hình cũng như là màn hình HUD đã bám vào xe phía trước. Và bây giờ thì mình sẽ đẩy cái vận tốc set ga tự động lên 120 km/h để chiếc xe tiếp tục bám theo chiếc xe phía trước. Và tiếp theo nữa là chúng ta có thể set được cái khoảng cách với xe phía trước khi mà đi ở trên những đường cao tốc với cái giải vận tốc cao như thế này. Thì thường thì mình sẽ set cái mức khoảng cách so với xe phía trước là xa nhất. Đồng hồ hiển thị sẽ là 3 vạch. Còn khi mà đi di chuyển ở trong phố thì các bạn có thể giảm cái khoảng cách này xuống. Đấy, khi mà giảm khoảng cách xuống thì chiếc xe sẽ tự động tăng tốc lên. Còn khi các bạn tăng lên thì chiếc xe sẽ tự động hãm lại một chút để đảm bảo được an toàn. Một cái quãng đường di chuyển từ Hà Nội xuống Quảng Ninh cũng khá dài như thế này, mà với cái gói công nghệ TSS này thì chúng ta không thể nào bỏ qua được tính năng. Khi mà các bạn bật cái tính năng hỗ trợ giữ làn đường này lên, chiếc xe sẽ tự động giữ làn đường. Các bạn có thể theo dõi trên phần hình ảnh nhé. Đây, khi mà xe đi theo có thiên hướng là lệch ra khỏi làn đường thì vô lăng sẽ chủ động kéo lại để điều khiển xe của chúng ta vào chính giữa làn đường. Và nếu mà cái sự việc này xảy ra lâu thì trên đồng hồ hiển thị sẽ cảnh báo. Còn một cái tính năng nữa độc lập hơn mà sẽ giúp các bạn đi ở trên những cái đoạn đường cao tốc như thế này có một cái cảm giác nó thư thái và thoải mái hơn nữa, chúng ta bật cái tính năng hỗ trợ đánh lái chủ động lên. Thì khi mà cái hệ thống này bật lên thì xe sẽ sử dụng cái phần radar và camera ở phía trước luôn giữ cho xe chúng ta di chuyển ở chính giữa của làn đường. Và hai cái công nghệ này hoàn toàn độc lập tách biệt với nhau. Cũng chính ở trên đoạn đường cao tốc này thì Duy cũng đã thử nghiệm với điều kiện ánh sáng trời tối để thử đèn pha tự động thông minh ở trên chiếc xe này. Khi chúng ta đi vào những cái đoạn không có sự hỗ trợ của đèn đường thì xe sẽ chủ động bật chuyển từ chế độ cốt lên chế độ pha để giúp các bạn nhìn xa hơn, đi an toàn hơn. Còn khi bắt đầu vào những đoạn đường có sự hỗ trợ của đèn đường thì xe sẽ chủ động hạ chuyển từ pha xuống cốt, hoặc trong trường hợp gặp các xe ngược chiều nó sẽ chủ động hạ từ pha xuống cốt để đảm bảo an toàn cho những cái phương tiện đối diện. Còn vừa rồi là toàn bộ những cái phần chia sẻ của Duy về chiếc Toyota Camry 2.0Q với góc độ là một người trẻ cầm lái và vận hành chiếc xe này. Quý vị anh em và các bạn có những cái cảm nhận như thế nào khác về chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q, hay là có những cái trải nghiệm với những cái phiên bản cao hơn của chiếc xe này, thì vui lòng sẽ để lại xuống phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ và thảo luận. Với Duy thì Duy hơi đáng tiếc một chút là chiếc xe này cái phần trang bị thì có hơi thiếu hụt đi cái hệ thống camera 360 với cái mức giá 1 tỷ 175 triệu đồng. Nhưng đổi lại ở trên chiếc xe này đó là một cái hàng ghế thứ hai và một cái không gian rất là rộng rãi. Cùng với đó là cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái chương trình, những cái video đánh giá tiếp theo.